Xin chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với anh em TV. Ở đây có lẽ sẽ là một video có 102 tại anh em TV, bởi vì mình không bao giờ mình nghĩ rằng là mình sẽ có thể trên tay được cái sản phẩm này một lần nữa. Tại vì sao? Bởi vì mình đã nghĩ rằng là Apple ấy, họ đã khai tử sản phẩm này rồi. Thế nhưng mà rất là may mắn, chỉ trong khoảng mấy tháng trước thôi thì Apple họ đã chính thức ra mắt một chiếc iPod. Và xin chào anh em, đây chính là chiếc iPod năm 2019. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trên tay cũng như là đánh giá nhanh về chiếc iPod Touch. Lại đi. Lại gì nữa? Cứ thế nào mày? Tại sao mình lại tiếp cái sản phẩm này? Bởi vì là anh em cũng biết rằng ấy, đã rất là lâu rồi Apple đã không còn chúng ta biết những cái thông tin gì về những chiếc iPod nữa. Thậm chí là những cái tháng trước, những năm trước thì chúng ta khi mà search những cái sản phẩm của Apple trên trang chủ của Apple luôn nhá, không có bất kỳ một cái mục nào là mục iPod cả. Thế nhưng chỉ mới tháng trước thôi, chiếc iPod Touch năm 2019 xuất hiện. Thực sự quá tuyệt vời. Và chúng ta sẽ cùng nhau xem là chiếc iPod này có gì nhá. Và tất nhiên là có một cái điểm mà mình cần phải lưu ý cho anh em về chiếc iPod Touch này, đó chính là cái sức mạnh của nó cũng như là về những cái trang bị của nó. Hiện tại cái máy này đang được trang bị con chip là A10. Và anh em cũng đã biết rằng ấy, là cái con chip A10 này thì nó sẽ được trang bị trên những cái sản phẩm ví dụ như là iPhone 7 này, iPhone 7 Plus, thậm chí là iPad nữa. Và nếu như mà anh em nào mà quan tâm tới những sản phẩm mà mình vừa kể trên, ví dụ như là iPhone 7, iPhone 7 Plus, thậm chí là iPad năm 2018, thì anh em hãy truy cập ngay vào website của 7net.com.vn. Và đường link như thường lệ mình sẽ để cho anh em ở phía bên dưới. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với nhân vật chính đang ngày hôm nay là chiếc iPod Touch năm 2019. Và cái đầu tiên mà mình muốn lưu ý cho anh em đó chính là về cách đóng hộp của chiếc iPod Touch này. Thực sự đây là một cái cách đóng hộp vô cùng là huyền thoại, rất trẻ trung với những cái màu sắc này. Đó, phía bên cạnh sẽ là dòng chữ iPod Touch. Và thực sự là bây giờ chúng ta sẽ rất là khó để có thể tìm kiếm một cái sản phẩm của Apple có một cái cách đóng hộp như thế này. Đấy, rất là trẻ trung đúng không ạ? Phía bên trong chúng ta sẽ có chiếc iPod Touch. Đây, mình sẽ để hộp sang một bên và mình sẽ chia sẻ kỹ hơn cho anh em về cái iPod Touch này. Đó, ui. Thực sự là cái cảm giác cầm nắm trên tay ban đầu của mình nó rất là tốt, rất nhẹ. Về phần thiết kế thì nó sẽ có một cái điểm nhấn ở đây, đó chính là nó sẽ vẫn giữ lại chúng ta một cái jack cắm tai nghe 3.5mm. Thực ra thì đây có thể là một trong những cái điều mà chúng ta sẽ không còn thấy trên các sản phẩm iPhone bây giờ nữa. Bởi vì là trong cái khoảng thời gian tầm iPhone 7, 7 Plus ra mắt ấy, là Apple họ đã chính thức là khai tử cái cổng jack cắm tai nghe 3.5mm trên các sản phẩm iPhone. Thế nhưng mà anh em cũng đã biết rằng ấy, là iPod cái bản chất của nó là một cái máy nghe nhạc, thành ra là cái jack cắm tai nghe của chúng ta thực sự là một điều rất cần thiết. Và mình rất vui vì Apple họ đã giữ lại cổng 3.5mm này. Và tất nhiên là ở phía bên trong hộp thì chúng ta cũng sẽ được tặng kèm thêm một cái tai nghe. Không biết rằng đây là tai nghe, à đây là tai nghe đấy 3.5 luôn, chứ không phải là cổng Lightning nữa. Rất tuyệt vời. Về cái thiết kế của chiếc iPod Touch này thì nó sẽ có một thiết kế cực kỳ nhỏ. Nó sẽ cực kỳ nhỏ khi mà chúng ta so sánh với lại các thiết bị iPhone bây giờ. Đó, anh em có thể thấy là cái iPhone chúng ta to hơn rất nhiều và chiếc iPod này gần như là nằm gọn bên trong chiếc iPhone luôn. Đấy, nằm gọn luôn. Đó, anh em thấy không? Rồi, và cái tiếp theo đó chính là một trong những cái điểm mà mình thấy rất là thích ở chiếc iPod Touch, đó chính là nó sẽ có nút Home. Cái nút Home này phải gọi rằng là cực kỳ huyền thoại. Nếu như mà anh em nào mà đang dùng iPhone 5 đấy, thì chắc chắn là anh em sẽ biết cái nút Home này. iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4 đó. Đấy, nói chung là đây là một trong những cái nút Home mà Apple họ đã khai tử từ khá lâu rồi. Thế nhưng mà nó vẫn tiếp tục được xuất hiện ở trên chiếc iPod Touch, thực sự là một điều cực kỳ tuyệt vời. Thêm vào đó thì chúng ta sẽ nói thêm một chút về cái phần cấu hình trên chiếc iPod Touch này. Thì hiện tại cái iPod Touch này đang được trang bị con chip là A10, rất nhanh, rất mượt. Thực sự đây là một cấu hình rất tốt. Và nếu anh em nào mà còn nhớ về cái video mà mình đánh giá hiệu năng của chiếc iPhone 7, anh em cũng biết rằng là cái con chip A10 ở thời điểm hiện tại vẫn là một con chip mà thực sự là cái hiệu năng của nó phải gọi rằng là quá tuyệt vời trong tầm giá của nó. Và bên cạnh đó thì chiếc iPhone 7 Plus 7 cũng như là iPad năm 2018 và thậm chí là iPod Touch này thì đều đang được trang bị con chip là A10. Thế nên là những cái sản phẩm mà mình vừa kể trên với anh em thì mình nghĩ rằng hoàn toàn Apple có thể là update cho anh em tầm 1-2 năm nữa, hoàn toàn ok. Với chiếc iPod này thì chúng ta sẽ có 3 tùy chọn và cái phiên bản ở đây là mình đang có là phiên bản 32GB. Chúng ta sẽ có 1GB RAM. Đấy, 1GB RAM, nhưng mà về cơ bản là với con chip A10 thì hiện tại những cái tác vụ bây giờ của mình nó vẫn đang rất là mượt. Nó anh em có thể thấy rất mượt đúng không ạ? Và tất nhiên là với chiếc iPod Touch này chúng ta vẫn có những cái app để chúng ta có thể liên lạc, ví dụ như kiểu là FaceTime này cũng như là iMessage. Thì đây cũng là một trong những cái mà mình thấy rằng nó khá cần thiết, bởi vì là có thể là những cái ứng dụng này nó sẽ được dùng để cho các bạn nhỏ, các bạn trẻ thì có thể là liên kết cũng như là giữ liên lạc với lại gia đình. Về màn hình thì chúng ta sẽ có một cái màn hình nó rất là nhỏ nhắn xinh xắn. Đó chính là màn hình với kích thước là 4 inch. Và cái màn hình này nó sẽ là màn hình LCD.
Và camera thì chúng ta sẽ có camera chính ở đằng sau. Cái máy này thì nó chỉ có đúng một camera thôi. Nó là camera đơn và camera này sẽ có độ phân giải là 8 megapixel. Và camera selfie của nó thì sẽ là 1,2 megapixel. Và anh em cũng thấy rằng là cái viền ở đây, cái viền của chiếc iPod Touch này nó rất là dày. Đây, viền trên và viền dưới này thực sự rất là dày luôn. Rồi với đó là về chiếc iPod Touch của chúng ta. Chúng ta sẽ có một con chip A10, sức mạnh của chiếc iPhone 7, bên trong một thân hình rất là nhỏ nhắn xinh xắn như thế này. Đó, ở phía mặt lưng thì chúng ta sẽ có thêm một cái biểu tượng của iPod nữa. Trời ơi, thực sự là một sản phẩm rất huyền thoại đến từ nhà Apple. Và phía bên trong thì tất nhiên là chúng ta vẫn sẽ có những cái phụ kiện. Ví dụ như ở đây là chúng ta sẽ có tai nghe, jack cắm tai nghe 3.5 này. Chúng ta sẽ có thêm một cái cáp Lightning. Đây là một cái cổng Lightning mà Apple họ đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta. Tất nhiên là chúng ta sẽ không có củ sạc. Đó, và đó là tất cả những phụ kiện bên trong của chiếc iPod Touch. Vậy thì tổng kết lại, tại sao Apple họ lại làm ra cái sản phẩm này? Tại sao Apple lại ra mắt chiếc iPod Touch vào năm 2019 mà trong khi tất cả những năm trước chúng ta không hề có bất kỳ thông tin nào về chiếc máy này? Vậy thì chính xác là ai sẽ nên mua cái iPod Touch này? Thì tất nhiên là mình biết rằng đối với những anh em nào mà là iFan cũng như là đang xem MTV, chắc chắn đây không phải sản phẩm của anh em. Chắc chắn là như vậy. Đây không phải là một cái sản phẩm mà anh em nên mua. Tại vì chả có lý do gì chúng ta phải mua một cái iPod trong khi chúng ta đã sở hữu một cái iPhone rồi, đúng không ạ? Vậy thì ai mới là người nên mua cái sản phẩm này? Thì mình nghĩ rằng đây sẽ là một cái sản phẩm nó rất phù hợp cho các vị phụ huynh nào mà muốn mua cho con em mình những cái thiết bị để mà giải trí. Ví dụ như là thế này đi. Đây vẫn là một cái sản phẩm nó rất là phù hợp đối với những em nào mà muốn xem phim này, muốn nghe nhạc này, xem YouTube này. Và tất nhiên là với một cái con chip A10 nó rất là mạnh mẽ ra thì chúng ta vẫn có thể chơi được mọi tựa game, đúng không ạ? Và hơn nữa là cái iPod Touch này thì chúng ta sẽ có rất là nhiều các cái lựa chọn màu sắc dành cho các bạn trẻ. Ví dụ như ở đây là mình có phiên bản là màu xanh, và bên cạnh đó chúng ta còn có thêm cả màu đỏ này, màu hồng này, màu vàng này. Nói chung là rất là nhiều để cho các bạn có thể là lựa chọn. Rồi, và cái thứ hai đó chính là nếu như mà anh em nào mà không dùng iPhone thế nhưng mà anh em vẫn muốn trải nghiệm những cái tuyệt vời của iOS, ví dụ như là iMessage, FaceTime hay là AirDrop, nói chung là rất là nhiều, thì anh em cũng có thể lựa chọn chiếc máy này. Tại vì sao? Bởi vì là cái mức giá của nó ấy, thì nó sẽ rẻ hơn iPhone rất là nhiều. Chỉ có đúng duy nhất một cái điểm đó chính là nó không gọi điện được thôi. Rồi, thì đó là về cái bài đánh giá nhanh cũng như là trên tay nhanh của mình về chiếc iPod Touch năm 2019. Một cái sản phẩm mà có lẽ là mình đã tưởng rằng là Apple họ đã khai tử sản phẩm này từ lâu rồi và chúng ta sẽ không bao giờ có một cái sản phẩm iPod Touch nào nữa. Thế nhưng, đùng một cái, Apple ra mắt iPod Touch năm 2019. Đó, vậy thì anh em thì sao? Anh em nghĩ sao về chiếc iPod Touch này? Anh em có thấy rằng đây là một cái sản phẩm mà gọi là rất là huyền thoại, và anh em có thấy vui khi mà Apple họ đã hồi sinh cái sản phẩm này ở năm 2019 hay không? Thì anh em hãy comment ở bên dưới nhé. Và đừng quên là hãy bấm like, share cũng như là subscribe kênh YouTube của anh em TV. Và như mình đã có nói ở đầu video thì hiện tại chiếc iPod Touch này đang được trang bị con chip là A10. Thành ra là những cái điện thoại ví dụ như kiểu là iPhone 7, iPhone 7 Plus, thậm chí là cả iPad 2018 thì anh em hoàn toàn yên tâm về cái hiệu năng của những chiếc máy này. Và nếu anh em nào quan tâm, mình sẽ để cho anh em một cái đường link ở phía bên dưới, đặc biệt là chiếc iPhone 7. Cái mức giá của nó rơi tầm khoảng 7.128.000, quá là tốt luôn. Thế nên nếu anh em nào quan tâm thì anh em hãy click vào đường link ở bên dưới nhé. Và đừng quên like, bấm like, share và subscribe YouTube của anh em TV. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại anh em trong những video lần sau. Bye.